Mua 3 lọ diệt nấm này, chúng tôi sẽ tặng các bác một chai bổ gan như thế này. Sau nhiều năm nghiên cứu thì hiện tại thủy sản 365 chúng tôi đã cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm vua diệt nấm đầu tiên tại Việt Nam, được nghiên cứu bởi các chuyên gia đầu ngành thủy sản và dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, nguyên liệu nhập khẩu 100% đến từ Đức các bác nhé. Đấy, với cái sản phẩm này thì tăng hiệu quả gấp 3 lần so với những cái dòng thông thường chúng ta dùng các cái kháng sinh cũng như các cái dòng diệt khuẩn thông thường các bác nhé. Một lọ này 250ml chúng ta trộn vào thức ăn cho cá ăn hàng ngày, cho các cái loài động vật thủy sản, có thể sử dụng trên tôm, trên cá, ba ba hoặc là các loại thủy sản khác các bác nhé. Với một lọ như thế này chúng ta sẽ sử dụng cho 5 tấn thể trọng thủy sản các bác nhé, cho ăn liên tiếp trong vòng từ 3 đến 5 ngày sẽ giải quyết toàn bộ nấm trên đàn cá của các bác nhé. Vua diệt nấm thì thông qua đường ăn uống thẩm thấu qua máu sẽ giúp cá tăng đề kháng và cá khỏe, diệt hoàn toàn tế bào nấm từ bên trong cơ thể cá, giúp làm cho chúng ta tránh khỏi cái hiện tượng mà cá bị tái đi tái lại nhiều lần mà không có khỏi, tốn tiền, mất thời gian và mất công sức của các bác. Và để giúp bà con tăng năng suất trong cái vụ mùa sắp tới thì hiện tại công ty thủy sản 365 chúng tôi đang có chương trình, các bác mua 3 lọ diệt nấm này chúng tôi sẽ tặng các bác một chai bổ gan như thế này. Thì cái bổ gan này có cái tác dụng đó là giúp cái đàn cá các bác giải độc gan và tăng năng suất, tăng sức đề kháng các bác nhé. Đấy, thì trong cái chương trình khuôn khổ ngày hôm nay thì chúng tôi có chỉ còn 59 phần quà duy nhất trong ngày hôm nay dành tặng cho những cái bác may mắn. Chúng ta hãy để lại số điện thoại bên dưới thì công ty chúng tôi sẽ có cái bộ phận kỹ thuật hỗ trợ các bác nhé. Và kính chúc các bác nuôi tôm cá thành công nhé.